ta sẽ đến với biệt đội đầu tiên trong ngày hôm nay. Đó là biệt đội của một cô gái rất là tài năng. Đó là Hải Anh với tên gọi biệt đội Ngựa Một Sừng. Một ngày trước buổi ghi hình, các thành viên của biệt đội Ngựa Một Sừng đã bất ngờ ghé thăm lớp dạy múa ba lê của cô giáo Hải Anh. Tại đây các bé không chỉ diễn tập cho đội trưởng xem mà còn biểu diễn cho cả những khán giả nhí đáng yêu. Liệu đội trưởng Hải Anh có hài lòng với kết quả luyện tập của biệt đội mình hay không? Bây giờ cô nhận xét hai anh chị trước nha, Hà Anh với Bảo Minh. Cô chưa thấy là tụi con làm tốt gì hết trơn á. Ngoài những cái động tác dance sport của tụi con á, thì tụi con làm tốt. Nhưng mà những cái động tác còn lại á, thì nó rất là lỏng lẻo. Bây giờ mình phải làm sao để dứt khoát tay lên chút xíu. Phải cố gắng được không? Tế Bảo, không có được ngại nữa. Cái bài hát của con á, thì cô thấy con hát tốt rồi. Nhưng mà con chỉ bị một cái duy nhất thôi. Con phải truyền được cái tình cảm của cái bài hát đó qua cho khán giả với đại ban giám khảo hiểu. Giờ Tế Long, cô muốn là khi mà con lên sân khấu con phải nói rõ lên. Rồi lúc mà ban giám khảo hay là cô MC hỏi con phải sao? Cũng phải dạ thưa. Rồi lên sân khấu phải cười nữa đúng không? Cười sao? Đúng rồi, nhớ nha. Dạ. Ngày mai tụi con ráng làm tốt nha. Và chúng ta sẽ đến với tiết mục tài năng nhảy múa của hai thí sinh. Đó là Hà Anh và Bảo Minh. Cảm ơn phần trình diễn của hai con.
Ôi ơi, nãy cô thấy lộn mèo quá, cô sợ, dễ sợ lên. Tại vì lộn một người đã khó rồi, lộn hai người cùng lúc còn khó hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe phần nhận xét liền của ba vị giám khảo nha. Đầu tiên, em mời anh Đại Nghĩa đi, nụ cười rất tươi. Khi mà nhảy với nhau như vậy á, thì cái sự chênh lệch này có làm khó cô không hả anh? Dạ, cũng hơi khó. Hơi khó, khó chỗ nào nè? Khó tại vì là em thấp hơn con nên là mỗi lúc mà nhảy đôi thì em dẫn con thì sẽ khó hơn các bạn nam khác ạ. Nhưng mà cái người biên đạo cho con cũng rất khéo léo khi dàn dựng cho con không có quá nhiều những cái động tác để mà bạn nam phải dìu đỡ bạn nữ, cũng như là không có những cái động tác mà bạn nam phải bưng bê mình. Đó, thì đó là một cái điều hay và các con đã làm cái tiết mục này nó sinh động, nó dễ thương vô cùng. Chúc mừng hai con nha. Cảm ơn Đại Nghĩa. Em xin mời anh Trần Huy, em thấy anh Trần Huy có rất là nhiều điều muốn nói ạ. Cái phần cha-cha, mấy cái động tác cha-cha của tụi con rất là đẹp. Rất là đẹp và chú ý thích là lúc tụi con đang nhảy cái phần cha-cha là cái thái độ của tụi con, cái phong cách tụi con đang nhảy là nó cũng hợp với cái nhân vật của mình. Rất là ngầu. Hà Anh, con để hai cái tay trên cái hông ở đây xong tụi con đang làm mấy cái tùm 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 tùm. Đẹp lắm luôn nhá. Cái phần đó rất hay. Bây giờ chú ý muốn tụi con tập trung một chút xíu nữa trong mấy cái động tác khác, mấy cái động tác hiện đại, mấy cái động tác hip hop. Bảo Minh thì con làm tốt, mà Hà Anh thiếu một chút xíu cái chất thôi nhá. Nhưng nói chung cái bài này rất tốt. Cảm ơn anh Trân Huy Trần. Em mời chị Cẩm Ly ạ. Tụi con có cái đắt giá nhất là cái cú lộn đôi. Đó là đắt giá trong bài của tụi con là cái đó. Và cái thứ hai nữa là đến chân tuần này cô vẫn chưa thấy có một cái sự gọi như là khó khăn nào trong vấn đề chênh lệch chiều cao. Cái đó là một phần phải đúng là khen biên đạo nữa, biết né tránh để mà tụi con không có bị vướng víu. Chưa thấy cái sự bất lợi trong cái chiều cao giữa con với lại mình. Chúc mừng tiếp tục của hai đứa. Các con cũng may mắn là khi các con có một người đội trưởng là một vũ công quá tài năng, thì đương nhiên đội trưởng của các con sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm có thể truyền dạy cho các con. Và hy vọng rằng cứ cái đà này, ở những vòng sau nữa các con sẽ càng tiến bộ hơn nữa nha. Còn bây giờ thì sẽ đến phần quan trọng nhất, đó là phần trao điểm. Đầu tiên cho phép em xin được mời anh Đại Nghĩa. Với bài nhảy này của hai con, chú Nghĩa thích và chú Nghĩa sẽ dành một số điểm. Đó là được mời chị Cẩm Ly ạ. Cô dành cho con 8 điểm luôn. 8 điểm thứ hai. Cuối cùng em sẽ được mời anh Huy ạ. 8 điểm thứ ba. Thưa quý vị, vậy là điểm trung bình cộng của hai bé trong phần thi này là 8 điểm. Còn bây giờ con hãy vào để khoe số điểm này với lại cô Hải Anh đi nha. Xin mời lối này. Yeah! Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với tài năng ca hát qua phần trình diễn của bé Tấn Bảo. Biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng.
chờ mênh mông như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ, và là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cầm lạnh ngơi xương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh gì thường. Nghe con hát mà cô cảm động, và trong từng cái lời ca của con nó rõ từng chữ, cái giọng nó thánh thót, nó dễ thương làm sao á. Em xin mời chị Cẩm Ly đi. Em thấy chị đang ghi chép rất là nhiều, có nghĩa là chị đang có rất là nhiều muốn nói với bé Bảo. Đừng thường là hát hay là diễn thì cô phải ghi note mấy cái chú ý, nhưng mà tại vì con hát làm cô bị lôi cuốn vào trong bài hát, cho nên là cô không có thời gian để mà ghi. Con cảm ơn cô. Nói chung nói về bài thi hôm nay thì cô thích. Con hát tròn trịa lắm, mà hồn nhiên, cái tinh thần, cái gì nó cũng có trong đầy đủ trong bài. Và đặc biệt là rất là thoải mái và tự tin khi trình diễn ca khúc này. Cô thích. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị Cẩm Ly rất nhiều. Wow, thấy chưa, cô nói mà bài trình diễn của con đã có được những nhận xét rất tốt từ Cẩm Ly rồi đó. Bây giờ thì chúng ta hãy đón chờ sự nhận xét của chú Đại Nghĩa nha. Cái bài này á, chú thích hơn là cái bài mà lần trước khi con hát. Lần này có cảm giác con hát rất là thoải mái, đó, tự rồi. Nhiên, không có bị gò bó gì hết trơn á. Mà chính vì vậy á, cho nên cái giọng hát của con nó rất là sáng, nó vang, nó hát ra cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó dễ thương vô cùng. Nhưng mà nếu như bây giờ mà có gọi là góp ý cho con để con tốt hơn á, thì thế này, không phải lúc nào mình cũng đứng mình hát và mình cười thật là tươi như thế này. Có những cái chỗ mình phải diễn cái gương mặt của mình trong cái bài hát, giống như mình đang muốn kể cho khán giả nghe về người ba của mình. Rồi những đoạn sau bắt đầu mình lên cao trào, mình hát say hơn, mình hát máu hơn, mãnh liệt hơn, để mình đẩy cái cảm xúc của người xem lên nữa, thì cái phần trình diễn của con nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nhưng mà dầu sao thì hôm nay vẫn là một phần trình diễn tốt. Chúc mừng con. Con cảm ơn chú. Đây là một bài hát, là một cái bài hát yêu thích nhất của chú Huy luôn. Và lúc con lên và hát như vậy đó, chú Huy không có một cái phần góp ý hoặc một cái cảm giác thất vọng. Chú Huy chỉ đang mong chờ cái bài tiếp theo của con sẽ thế nào. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn chú Trần Huy rất nhiều. Bây giờ thì sẽ là điểm số dành cho bé Tấn Bảo ạ. Đầu tiên em xin được mời chị Cẩm Ly. Đây là một cái điểm 8,5. Được rồi. Con số rất lớn. Còn bây giờ em xin được mời anh Đại Nghĩa. Như chú đã nói hồi nãy, chú thích con tuần này hơn cái lần đầu tiên khi mà chú gặp con. Và điểm số dành cho con là 8,5. Wow, cậu bé Tấn Bảo chúng ta có điểm số trung bình cộng là 8,5. Bây giờ Hải Anh và các bạn trong đội rất là vui luôn, mà rất là hãnh diện vì Bảo, tại vì có thể nói đây là lần trình diễn tốt nhất của Bảo trong suốt quá trình luyện tập buổi giờ. Chúc mừng Tấn Bảo một lần nữa nha con. Xin mời quý vị và ban giám khảo cùng đến với phần trình diễn tài năng nhí của đội Người Một Sừng, đó là bé Hoàng Long. Các khán giả và người Hùng Tí Hon xem đông quá trời, bởi vì con có thể nhớ được biển số xe của 63 tỉnh. Con đố mọi người biển số xe của thành phố Hồ Chí Minh là mấy nè. Con mời cô Cẩm Ly. Cô thề luôn á, cô Ly không biết.
Tại cô Ly chỉ ngồi trên xe, chứ cô Ly không bao giờ chạy xe, cho nên cô Ly không biết. Thôi bây giờ con nói cho cô Ly biết đi, biển số xe thành phố Hồ Chí Minh mình là số mấy con? Dạ. Giúp cô thôi. Đi. Thôi vậy thôi. Nói cho cô biết đi, rồi hai chú cũng biết luôn. Với khán giả đây nữa, nhiều người cũng biết lắm con. Phải không khán giả? Thấy không, không có biết. Cho nên giúp đi. Con giúp mọi người. Nghĩa chứ chú Huy biết thì sao? Thì bây giờ con hỏi đi, chú Nghĩa biết không? Nghĩa đâu có tôi biết đâu, biết không chú Nghĩa? Nè, chờ đã. Đã, chờ đã. Rồi con. À. Thôi con không mời chú Huy đâu. Nó cây số. Chú Huy qua nước ngoài thì hoài. Ờ, qua nước ngoài rồi. Cho anh dễ gì chú Huy biết được bảng số xe của thành phố Hồ Chí Minh là biết, mấy? Biết. Là số 1. Trời ơi. Đúng, đúng không con? Một đúng không con? Sao con cười? Dạ, không phải. Không phải rồi chú ơi. Số mấy ta? Con có muốn hỏi chú Đại Nghĩa không? Đúng rồi. Chú Đại Nghĩa. Chú Đại Nghĩa chỉ biết số ký của chú thôi hả con ơi? Chú Nghĩa 71kg hết. Thành ra là 41, 50, đến 59. Trời ơi, nhiều quá vậy ta. Con biết không, chú Nghĩa đó ha, chú Nghĩa cũng hay đi tỉnh lắm. Mà đặc biệt chú Nghĩa hay xuống tỉnh Vĩnh Long á. Vậy chứ con có nhớ bảng số xe ở tỉnh Vĩnh Long là số mấy không? Dạ, 64. Bộ ở đây có khán giả tỉnh Vĩnh Long hả? Đây hả chị, hả chị? Phải số 64 không chị? Chính xác. Cô đây xác nhận chính xác là số 64. À, còn nữa, chú Nghĩa cũng hay đi xuống Cà Mau lắm. À, Cà Mau là cái địa tận cùng của đất nước luôn á. Vậy chứ con giúp cho chú Nghĩa đi. Biển số xe ở tỉnh Cà Mau là số mấy? 69. Đúng không ta? Ủa, chú Nghĩa nhớ hình như 96 mà. Đâu có 96. Đâu ra 96 đâu vậy? Nhầm rồi. Theo như cô tra trong kết quả thì 69 đúng là Cà Mau rồi chú Đại Nghĩa ơi. Ồ, hay quá. Cô Ly hay đi tỉnh nào? Cô Ly đi nhiều là nhưng mà cô Ly không có nhớ lắm, cho nên bây giờ cô Ly hỏi nè, không biết là Lai Châu biển số là mấy ta? Dạ 25. Trời ơi. Phải không ta? Wow. Phải không? Đâu đúng phải luôn, đâu. Đúng luôn. Đâu? Cô Ly nhớ 25 là Lào Cai. Phải không? Con có chắc chắn không? Không phải. 25 là Lai Châu nè. Vậy Lào Cai là số mấy ta? Dạ 24. Chết. Là 24. Suy nghĩ lại coi. Trời ơi. Hình như là cái anh 5 tuổi gửi anh nói đúng hết hai tỉnh. Đúng hết rồi chị ơi. Em vừa xem kết quả thì 24 là Lào Cai và 25 là Lai Châu. Chú Huy mới đi Hà Nội. Thì con biết số Hà Nội không? À 29 đến 33. 40. Chính xác. Wow. Có một con số mà cô không biết là của tỉnh nào. Đó là con số 67. Không biết tỉnh nào ta? 67 mà cô cũng không biết nữa. Trời ơi. 67 mà cô cũng không biết nữa hả? Cô nào nhắc cô đi mấy Long. Dạ An Giang. Quê cô. Quê con luôn. Khoan để mình hỏi một người trong khán giả nha. Có ai có tỉnh nào không? Các bạn hả? Cái gì? Quảng Nam kìa con, Quảng Nam số mấy con? 92. Ôi đúng rồi. Vậy bây giờ hỏi con nữa nè, con số 20 là của tỉnh nào? Dạ Thái Nguyên. Wow, giỏi quá. 21. Dạ Yên Bái. 22. Dạ Tuyên Quang. Thôi thua. Bởi vậy bây giờ giỏi quá cho nên mình hỏi khó nè. Long ơi, cô Ly muốn ăn bánh bía quá, mình đi đâu mua ta? Bánh bía đó, chẳng chờ. Bánh bía, bía thì Sóc Trăng. Đúng rồi. Biển số xe đó là số mấy đó? Sóc Trăng đó con, biển số xe là số mấy? Dạ, 83. Nói chưa, khó tí xíu vậy đó, muốn khó quá. Trả lời được hết. Rồi, câu cuối nữa nha. Số 97 là ở tỉnh nào? Dạ, Bắc Cạn. Bắc Cạn. Rồi, chú cũng cạn lời luôn. Rồi, cô chú còn có hỏi nào cho bé Hoàng Long nữa không? Hỏi gì nữa mà hỏi. Hỏi mà trả lời đúng hết làm cô chú quê, không hỏi nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những ý kiến của cô chú. Xin mời chú Đại Nghĩa. Trí nhớ của con quá tuyệt vời luôn. Mới có 5 tuổi gửi thôi mà con nhớ quá trời nhớ.
À, mà ở đây cái khó đó, cái hay của con á là không phải con nhớ một chiều mà con nhớ cả chiều. Cái chiều ngược lại luôn. Ngược lại, không rồi. Phải chỉ là cứ nói cái tên tỉnh rồi con nhớ ra con số, mà nhiều khi mấy cô chú hỏi con số con cũng nhớ là tên tỉnh, thì không phải một cái bạn nhỏ nào ở cái độ tuổi này cũng có thể nhớ được như vậy. Thì đây là một cái biệt tài riêng của con. Đó, hy vọng rằng cái tài này của con sẽ giữ được hoài cho tới lớn luôn ha. Cảm ơn chú Đại Nghĩa nhiều lắm. Cô Cẩm Ly ơi, còn cô cảm thấy thế nào? Cô bây giờ châm chỉa cái câu của chú Đại Nghĩa hồi nãy á, cạn lời. Cạn lời. Còn chú John Huy ơi, chú John Huy không biết nói gì nữa không? Hay là chú Huy hơi sợ. Không, thì đó là sao chú Huy hỏi con phải học bao lâu để thuộc mấy cái bài này? 2 hoặc 3 ngày con nhớ hết hả? Dạ. Dạ. Ồ, dạ. Vậy thôi, dạ. Yeah. Hay lắm luôn. Rồi, bây giờ thì sau khi kiểm tra con nè, rồi sau khi lắng nghe những chia sẻ của con, thì cô chú sẽ có những số điểm dành cho con. Đầu tiên, em xin mời anh Đại Nghĩa. Biệt tài này không ai có, hoặc là rất ít người có được như con ha. Cho nên chú sẽ dành cho con số điểm. Mời anh Huy. 8 điểm. Cô gửi cho anh càng 5 câu gử. 8 điểm gử. 8 điểm rưỡi. Trung bình cộng của bé là 8,3 điểm. Chúc mừng con. Đây lỗi này. Chúc mừng Hải Anh nha. Thì hai anh đang rất là vui sướng và nói chung là rất là hãnh diện về các bé. Tụi con gieo một cái đi. 1, 2, 3. Yeah! Mami, mì trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.